Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với quý vị các bạn trong một video tiếp theo. Và trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh đường phố, cũng như em sẽ cập nhật tình hình thời tiết và xả lũ trong buổi chiều hôm nay, ngày 3 tháng 12 năm 2023 vậy. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, thì từ buổi tối ngày hôm qua là Nha Trang mưa tầm tã nguyên một đêm. Chỗ này là con đường Nhà Nghĩa nè, ngập hết luôn, không có ngõ thoáng các vị. Ngày hôm qua là mưa nguyên đêm luôn vậy, và cho đến sáng hôm nay và chiều nay thì bắt đầu trời sững. Và theo thông tin bên báo thì tỉnh cũng sẽ cho xả lũ, dự kiến thì chiều nay sẽ xả lũ điều tiết với cái lượng nước nhiều hơn ở hồ Suối Dầu cũng như là hồ Am Chúa các vị. Với cái dự kiến xả lũ ở hồ Suối Dầu, hồ Chúa thì cũng bà con cũng đang rất là lo lắng. Một số nhà thấp á, bây giờ là họ cũng bắt đầu họ dọn đồ. Nhà thấp thì sớm muộn gì nó cũng phải vào, nước nó cũng vào thôi. Ý nhưng mà tình hình xả lũ nó ngập mà ở ngoài đường không á, thì mấy nhà thấp thì cũng bị ảnh hưởng đi. Và dự kiến cho đến tối hôm nay thì nước từ các hồ chứa là sẽ xuống các khu vực vùng trũng của các xã, cũng như là xã ở Nha Trang cũng như là ở các xã ở huyện Tiên Cấp. Ở ngay chỗ này nước nó thoát không được, cống nó bị tắt hay là. Em đang đi đoạn này là những hình ảnh của khu vực xã Vĩnh Hiệp và xã Vĩnh Thạnh. Và qua đây là nó thuộc xã Vĩnh Trung vị. Vĩnh Hiệp bên tay trái vị á. Và xã Vĩnh Trung là bên tay phải. Phía trước là một đoạn nữa là tới thôn Võ Cang của xã Vĩnh Trung trên con đường 3 tháng 10. Hướng này của đường 3 tháng 10 em đang di chuyển là đi lên Diên Khánh này, lên quốc lộ ngã ba Thành đây rồi. Là bên tay phải vì là đi vào nhà thờ giáo xứ Bình Cang cũng như là đi vào thôn văn hóa Võ Cang. Này là gần với bến xe phía Nam, bến xe mới. Để mời cô chú các bạn đi vòng vào bên khu vực của Võ Cang thử nha. Khi xả lũ á, là khu vực này của Vĩnh Trung mà là cũng ngập hết luôn quý vị. Hướng đi vào thôn văn hóa Võ Cang. Đồng thời thì đi di chuyển theo con đường này, quý vị cũng có thể đi qua con đường hương lộ Ngọc Hiệp, con đường Lương Đình Của nối dài đi qua xã Vĩnh Thạnh cũng như là qua xã Vĩnh Ngọc và qua phường Ngọc Hiệp đi xuống trung tâm thành phố được luôn.
Võ Cang là hay bị ngập nước lắm. Hôm nay nó có một cái kè, có một cái mương nước. Này là trước ngôi trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu của Vĩnh Trung. Wow, chạy gì mà dữ thế trời, nước tung té hết. Đi thẳng này là hướng xuống phía trước là nhà thờ Bình Cang. Khu vực cánh đồng ruộng này hình như là nước ngập bình bồng hết rồi. Nước nó đổ ra đây nè quý vị, đổ ra đây và nó đã đổ ra cái cánh đồng ruộng kìa, mênh mông luôn. Cánh đồng ruộng bây giờ thành một cái biển nước luôn rồi. Rồi giờ này còn mưa rắc rắc nữa kìa. Đây, đoạn này cũng bị ngập nước rồi. Hôm nay vị trí này vì rẽ bên tay trái á, là hướng lên ra ngay cầu bộ luôn á. Khu vực này nước rất là thấp, đường rất là thấp, nước cái tràn vô quá trời luôn rồi. Gần khu vực của giáo xứ Bình Cang luôn. Hướng này đi thẳng là có thể qua bên cây cầu gỗ Phước Kiển rồi. Cây cầu gỗ bên của Dương Phú nè. Qua bên kia sẽ là Dương Phú. Nếu như đi thẳng qua này ngập bên bồng hết rồi. Này đoạn phía trước của giáo xứ Bình Cang. Vị trí này là cái cánh đồng ruộng mà. Cánh đồng ruộng bây giờ là mênh mông biển nước hết à. Mênh mông biển nước hết rồi vậy. Nó ra ngoài kia, tú ngoài kia nữa, tú ngoài kia nữa là ruộng rồi nữa. Em đang di chuyển theo hướng này của con đường quốc lộ 45 năm xưa, là ngày nay nó là đường Lương Đình Của. Di chuyển hướng này là sẽ đi qua Vĩnh Ngọc,
và Vĩnh Phương cũng như là hướng xuống trung tâm thành phố vậy. Ôi trời ơi. Rồi đoạn này nó ngập mênh mông hết rồi vậy ơi. Trời ơi. Đây, nếu từ xa các vị có thể thấy được. Hôm mấy bên kia là hình như con đường thuộc Phú Trung nè. Cái thánh thất ngay chỗ cái thánh thất Vĩnh Hiệp nè. Nước bền bồng luôn, y như một cái con sông luôn, không nghĩ đây là những cái cánh đồng ruộng. Và nhà nằm sát mép chỗ này là chuẩn bị vào bên trong sân rồi. Đợt này là đợt xả lũ thứ hai trong năm. Năm nào cũng vậy, với năm nào là cũng bị ngập lụt á, khổ cho người dân lắm. Wow, sao có đoạn nào đi không được hay sao mà bị chết máy rồi. Wow, chỗ này nước nó sâu kinh khủng vậy. Ngập bô luôn mọi người ơi. Bây giờ xe là cảm giác ngập bô luôn rồi. Wow, khu vực này nước bền bồng hết rồi. Wow, ngập hết rồi. Đi được nữa không vậy cô? Được hả? Cái này là bên hồ em chúa xả ra phải không cô? Không, không hết rồi. Dạ. Bên này với bên kia suối dầu cái này ra hết, bên này. Mà sao nước nước ở đâu nhiều như vậy? Ở bên kia, ở bên sông Con thôi. Dạ, bên phải bên sông Cái qua không? Sông Cái tràn qua đúng không? Rồi. Rút hết rồi. Dạ. Rút nhiều lắm rồi. Dạ, rút rồi hả? Nghe thông báo xả lũ mà không biết là có xả không ta? Dạ. Ôi, vô nó ngập dữ vậy hả? Rồi, rồi đi tiếp rồi. Cảm ơn cô nha. Thầy sợ chết máy lắm luôn quý vị ơi. Còn cái này phải hỏi thăm mấy cái anh đi rồi. Trời ơi, mênh mông biển nước. Đó, nước tràn hết vô nhà rồi, vô sân rồi. Ôi ôi, nhà này tràn vô hết rồi nè. Nhà của dân ở đây nó thấp, có những căn nhà mới xây thì nó mới cao thôi. Mà thấp lắm rồi. Wow. Wow, qua đoạn này nè. Ôi dạ. Thằng này chạy ra bóc bóc xíu à. Wow, 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 wow. Ngập bô luôn rồi. Đoạn này sâu quá, sâu luôn rồi. Ui dồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ui dồi, ui dồi. Đau tim thiệt đấy chứ. Trời ơi, bên mông biển nước kinh khủng. Qua được cái chỗ đó là cũng đau tim luôn á mọi người. Trời ơi, sợ chết máy lắm luôn rồi đó. Sâu kinh khủng luôn. Mấy cái xe tay ga chạy hơi ớn, còn xe con không sợ đâu, phóng qua tuốt em mới vừa qua được mà. Xe số quá tốt á. Có chỗ kia hơi sâu á. Ồ, nãy giờ ngập vô luôn, hết hồn luôn á. xém tắt máy. Nói chung cái đoạn phía trước kia
cái đoạn phía trước kia là ngay chỗ mấy đứa nhỏ em ơi, nước nó vừa chảy nữa nha. Đó, nước nó chảy xuống rất là xiết, từ ở trên nó đổ xuống nó mạnh lắm, cho nên qua đó nó bị tống, xe nó bị tống nữa. Mọi người qua đây thấy cái chỗ này sâu quá cho nên không dám qua. Hồi nãy em qua cũng hơi liều quý vị ơi, do em cũng hơi liều quá, do nãy thấy các anh kia em qua được. Đó, hồi nãy nó lùa cái xe đi luôn á, xém tắt máy luôn mà. Ở chỗ này rất là sâu, nói chung là đi xe số thì qua chắc là khỏe, chạy nhanh qua khỏe, nhưng mà xe Tiga thì sợ dễ bị tắt máy ngập bô luôn rồi. Em nãy là nó cháy dây cua rò luôn quý vị, hiểu là nó ngập vô nó trơn dây cua rò quá, nó tuôn dây cua rò luôn. Trời, nước ở bên sông Cái nó tràn qua quý vị, nãy mấy cô kia nói là nước bên sông Cái nó tràn qua rồi. Xíu nữa là nó ngập nước là thôi rồi luôn. Rồi, xe tay ga mà nó vô nước là phải đi xúc máy rồi. Mệt lắm á. Đó, mọi người tới đây quay đầu hết rồi, không có ai dám qua. Không luôn đâu, xe đó là lúc luôn á. Em mới qua cháy dây cua rô luôn nè, trường dây cua rô luôn á. Quay đầu lắm à. Nói chung chỉ có xe đua Accenter, xe Accenter mà mấy bạn trẻ chạy á thì ok qua hết. Còn xe số, xe con, xe tay ga thì thua nha mấy vị. Tay ga này em chạy hơi bị liều á, tắt máy một cái là mệt mỏi luôn, dắt bộ rồi phải đi xúc máy nữa. Đa số là một người tới cái đoạn đó quay đầu hết rồi, không ai gieo qua nữa. Đoạn đó là ngập nặng nhất mà nước nó lại chảy xiết từ trên xuống nữa. Nhà dân bây giờ là vô xăng hết rồi. Ở khu vực đây thì thường nước nó lên nhanh quý vị, nước nó lên nhanh, ngập lên nhanh, ngập nhanh, sau đó thì nó cũng rút nhanh. Con đường Lương Đình Của năm xưa là hương lộ 45, ở đây là thuộc địa phận của Lương Đình Của, thuộc địa phận của xã Vĩnh Thạnh quý vị. Đó, nãy vậy là từ lúc trưa là nước nó đã ngập rồi. Rồi bây giờ nó chảy, nó rút rồi nè. Giờ nãy cô kia cũng nói, cô nói là nước bây giờ rút á. Thế là hoa hậu trưa là nước cao hơn. Hình này mà nếu như mình xả lũ thì nó sẽ ngập tiếp. Còn nước này hình như là cái lượng nước ở bên sông Cái nó tràn qua. Nếu xả điều tiết một cái lượng nhỏ thì không sao, vì nó tràn qua đường xíu rồi nó hết thôi. Nó ngập mấy cái đám ruộng á là hết. Còn xả nhiều quá là nó sẽ vô nhà dân nữa, khổ. Nói cuối năm làm trận trận nữa, dọn dẹp nhà cửa ăn Tết sớm luôn vậy. Năm nào cũng vậy. Rồi bây giờ mời cô chú chị bạn đi qua bên
Bình Phương nữa nha, qua bên con sông Cái ngay chỗ cầu Bình Phương nữa. Ôi da, vòng quá. Thế vậy ông vòng hôm nay là ngày cuối cùng mưa, ngày mai sẽ nắng đẹp trở lại và chỉ còn 3 ngày nữa thôi là 23 tháng 10 rồi. Có thể sẽ hết mưa rồi, bà con người dân sẽ bắt đầu xả lúa được rồi. Dòng quá đường này, cái đám ruộng ở đây lúa lên thấy ngon đó. Mấy đây giờ chưa có bị ngập, không có bị ngập gì. Đoạn nào mà nó gần con sông Cái và nó thấp, mé nào mà những nhà nào mà nằm gần mé sông Cái mà cái mé đó mà mé sông Cái mé thấp là có thể nó tràn vô, từ sông Cái nó tràn vào. Quay rồi xuống ngắm nước của con sông Cái thôi, y như là dòng thác lũ thôi, kinh khủng, ôi ngọt luôn á. Nhìn chóng mặt luôn ơi à, đi trên cầu nhìn xuống chóng mặt, để em đi quần xuống quay ở phía dưới cho mình xem nha. Giờ mình thấy cái dòng nước mình thấy khủng khiếp quá, đúng ngày xưa các tướng đều họ dùng thủy để mà đánh trận, có thể trăm trận trăm thắng luôn quý vị ha. Nước lũ cuồn cuộn như thế này thì không có quân lính nào mà đánh nổi luôn á, dùng thủy chiến. Ra đây ngắm cảnh nước sông Cái đổ ra nè, ngay chân cầu Vĩnh Phương quý vị. Khủng khiếp. Như một dòng thác. Tại ngay chỗ này nó là cái giống như là cái đập ngăn mặn tạm á vậy. Bây giờ cái đập ngăn mặn ở ngay Cầu Sắt đang làm á, thì tương lai cái đoạn này nó sẽ không còn nữa, thì nước nó chảy nó đỡ hơn. Còn bây giờ ngay chỗ cái dòng này, dòng ngăn mặn tạm nè, ngay cầu Vĩnh Phương, nên là nước từ trên thượng nguồn thì nó đổ xuống qua cái đoạn này là nó như một dòng thác khủng khiếp quý vị. Hình như chắc có lẽ là nước rút như theo như cô hồi nãy cô nói là đúng rồi. À, thấy cái vết của cái chân cầu nó còn không vậy ha? Đó. Cái vết của chân cầu hình như là nó còn cái dấu kìa. Đó, bây giờ thì nước có vẻ nó thấp hơn cái dấu vết đó. Mọi người đi xem hết rồi nè, đứng xem nè, rồi ra chụp ảnh nữa chứ. Hy vọng đợt này là đợt cuối cùng nha mấy vị. Qua 23 tháng 10 thì hết, không còn cảnh này nữa. Quá trời người tụ tập ở đây để xem.
còi kè này mà mùa hè đâu á, ngồi buổi sáng ngồi uống nước, uống cà phê rồi ngắm cảnh này, rất là tuyệt luôn á. Nhưng mà mùa mưa thì rất là nguy hiểm. Sát mép luôn bờ kè luôn rồi, đây mà không có bờ kè là nó sạt lở nguy hiểm lắm luôn á. Hiện tại cái đoạn bờ kè này chạy xuống tới dưới con đường Liên Hoa của xã Bình Ngọc là di chuyển theo hướng này. Bờ kè mé nó cũng làm xong rồi, chỉ còn phía hành lang đi bộ bên ngoài thôi, lòng kè cũng xong rồi. Bây giờ mới bị đi qua bên khu trung tâm của xã Bình Phương thử nha, coi bên đó nó có bị ngập không. Mọi người tới đây chụp ảnh. Con sông Cái rất là đẹp quý vị, rất là đẹp, nhưng mà vào mùa mưa lũ thì thấy nó là sợ. Còn bình thường mùa hè đâu á, trời ơi, nhìn nó hiền hòa, thấy mát mẻ, ngồi ở những cái vị trí đó rất là tuyệt vời luôn. Đó, thường mà khi mà xả lũ á, khu vực này là ngập bền bồng luôn, xe là đi qua đi lại đoạn này rất là khó. Vậy là lúc này em đi đoạn bên con đường Lương Minh Của là có thể do nước ở sông Cái lớn quá, nó tràn quá. Này về bên tay phải là thôn Xuân Phong, về bên tay trái là thôn Trung, về thẳng kia là tới khu vực của chợ rồi vậy. Đoạn này vẫn chưa có gì hết, vẫn bình thường vậy. Thì có khu vực ở Bình Can, khu vực ở Bình Can là nước nó tràn vô nhiều, tràn vô hết cái khu vực ruộng luôn. Và đây là thôn Trung này. Con đường này di chuyển thẳng là quý vị cũng sẽ đi qua địa phận của Diêm Phú nè, qua Diêm Phú, sau đó là ra giao lại con đường quốc lộ. Ở khu vực đây bên tay trái quý vị là con sông Cái, ở nước từ sông Cái nó đang tràn vô nè. Nhà ở đây lên rất là cao luôn nè, nước nó đang tràn vô lũ dữ lắm. Qua vô cái nhà này là phải gọi là cái sân nó đã là 3 cấp rồi, nhà thì 3 cấp nữa là phải 6 cấp. Đây là cái hướng nước từ ở trên ở mé sông Cái nó đang đổ ra nè, tràn nè. Nước nhiều quá nó tràn ra nào. Trời ơi nước, hai hướng từ sông Cá nó đang tràn xuống.
xả lũ là con đường này cũng ngập luôn và mọi người không có đi xe được, chặn luôn á. Bữa trước á, đợt trước là ở phía ngoài đầu đường là chặn luôn, không có cho lưu thông nữa. Rồi đi thẳng qua bên kia là thôn Xuân Phong không được. Gần với thôn Xuân Phong là thôn Xuân Phú. Khu vực đây là trung tâm của xã Bình Phước. Đây là gần chợ đó, gần chợ, gần ủy ban, gần trường học, gần trạm y tế và gần bưu điện chợ. Đó, thường khi mà nó ngập á là khu vực hai bên này của cánh đồng ruộng là mênh mông hết á. Tình hình giờ này chưa sao vì cảm giác vẫn ổn, vẫn an toàn. Nhưng mà theo thông báo xả lũ thì tới chiều tối này là bắt đầu nước nó mới đổ về, giống như bữa trước cũng vậy. Bữa trước cũng tới tối bắt đầu là chiều tối bắt đầu nước nó về liên ào ạt luôn. Họ đi thẳng nữa là ra giao với đường quốc lộ vậy, gọi là ngã ba trạm điện á. Hai ruộng ở đây người dân chưa có xả. Rồi đến đây em cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ạ.